Người mẹ nương tựa không may mắc bệnh qua đời, nhưng bố đến tang lễ cũng không phải tham dự. Vậy là hai anh em quyết định âm thầm tiến hành tang giả kim cơ thể người mẹ chết đi sống lại. Mấy năm sau mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tiếp sau đó sẽ là truyền tin tức của linh hồn. Ed và em trai ăn nhỏ những giọt máu tươi và nguyên liệu tang giả sắp lên rồi ăn, trong mắt hai anh em tràn đầy kỳ vọng, chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của mẹ. Nhưng ngay sau đó, bên trong lò tang giả lại xuất hiện một con mắt khổng lồ đang mở, bên trong thò ra vô số xúc tu màu đen, cứ thế cắt đứt phần thịt trên người của em trai anh ơi. Đợi khi Ed hoàn hồn trở lại, bản thân cũng mất đi một bên chân, thì cậu ta vô cùng hối hận, gào thét mẹ hết lần này đến lần khác, ai đó hãy cứu lấy tôi đi. Mẹ ơi, xuất hiện trước mặt cậu ta là một bãi thịt quanh co khúc khuỷu, đó chính là mẹ mà cậu khao khát tang giả thành mà. Sau đó mẹ trong vũng máu chưa kịp sống trên đời này được 2 giây lại ngất lịm đi, lừa dối, chắc chắn không phải như vậy. Đây không phải kết quả mà tôi mong muốn. Ed lại nhìn sang bên cạnh, em trai đã hoàn toàn biến mất, tuyệt vọng hét lớn. Sau đó lết chiếc chân tàn của mình dùng chút hơi thở cuối cùng, vẽ lên tang giả kim trả lại cho ta. Nó là em trai của ta, cho dù là chân hay là tay, thậm chí đến tim gan cũng đều có thể cho ngươi, trả lại cho ta. Nó là người em trai duy nhất của ta. Sau đó dùng một cánh tay để làm cái giá trao đổi, Ed đem linh hồn của em trai cố định lên trên một giáp trụ. Hai anh em sau khi trải qua địa ngục đã hoàn toàn thất bại, bởi vì dục vọng của bản thân, bọn họ đã làm trái quy tắc trao đổi với thuật tang giả kim. Thứ được gọi là thuật tang giả kim chính là trao đổi vật chất với chất lượng tương ứng, linh hồn không thể hợp thành, người chết không thể sống lại. Ed đã vi phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất trong thuật tang giả kim, xem nhẹ quy luật tự nhiên mà tiến hành tang giả cơ thể người. Mặc dù như vậy khiến Ed thấy được cánh cửa chân lý, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Ed mất đi chân tay vốn dĩ, cũng mất đi hy vọng trong cuộc sống. Cũng may cậu ta gặp được quân đội. Mizano nhìn chúng thiên tài của Ed, anh ta cung cấp cho Ed một khả năng trở thành chó săn trong quân đội, vừa làm việc vừa sử dụng đặc quyền, tìm lại cơ thể của chính mình. Điều kiện như vậy, Ed dĩ nhiên đồng ý. So với việc cục ngã không bằng làm lại từ đầu, ít nhất có thể giành lại xác thịt cho em trai anh, sẽ biến cơ thể của em về lại như ban đầu. Ed lắp tay chân giả lên, chỉ vỏn vẹn dùng một năm trời, hai người dường như hoàn thành khôi phục tập huấn một cách kỳ tích, thông qua cuộc kiểm tra của quốc gia, trở thành tang giả kỹ thuật đại sư. Sau đó hai anh em bắt đầu lên đường tìm kiếm hòn đá luyện tang giả. Tôi muốn chết, đây là một di ngôn thể thảm cuối cùng trong cơ thể thí nghiệm. Nói xong nó liền tuyệt thực chết đi. Còn người đàn ông hoàn thành thí nghiệm này vốn là một nhà khoa học nghèo, nhưng dựa vào thành quả nghiên cứu lần này, Chevit giành được sự công nhận ủng hộ của quốc gia, trở thành tang giả kim thuật sư của quốc gia, đồng thời sống trong căn hộ giàu sang. Để hiểu rõ hơn về sự tang giả sinh học, Ellie đã đến hỏi thăm Chevit, nhưng trong phòng thí nghiệm đều là vật thí nghiệm thất bại của Chevit. Trên thực tế các thí nghiệm của tôi đều không mấy thuận lợi. Nhìn thấy Ellie vô cùng chăm chú, phía sau đôi kính của Chevit lộ ra một chút ngưỡng mộ. Trên đời này quả thực tồn tại thứ gọi là thiên tài. Một ngày mau chóng trôi đi, Mizano cho người đến chuyển lời cho Chevit, xin đừng quên sắp đến thời gian bắt đầu đánh giá sát hạch rồi. Được, tôi hiểu rồi. Ở đây muốn duy trì chức danh tang giả kim thuật sư quốc gia chắc chắn phải giành được kết quả tốt, dù gì quốc gia cũng không nuôi dưỡng người nhàn rỗi. Do Chevit không đạt được KPI năm ngoái, nếu như năm nay tiếp tục thất bại, rất có khả năng không thể tiếp tục làm tang giả kim thuật sư quốc gia nữa, sẽ phải quay lại cuộc sống nghèo khổ trước đây, đã không còn đường lui nữa rồi. Cho dù là vậy, con gái Nina ngây thơ vẫn rất ủng hộ anh ta. Không sao đâu bố ơi, mặc dù bố luôn nói với cô mẹ trước cuộc sống nghèo khổ trước đây 2 năm trước đã bỏ nhà ra đi, nhưng Nina vẫn cảm thấy bố rất ôn hào ấm áp. Chỉ là Nina đáng thương lúc này vẫn không biết phía trước là địa ngục. Hôm ấy khi Ed một lần nữa đến nhà Chevit, vừa bước vào cửa Chevit liền mỉm cười thể hiện với bọn họ thành quả mới của mình. Đây là hợp thành thú có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, nghe cho rõ nhé, nó tên là Edward Ed. À không sai, rất tốt. Chevit trong chốc lát thở phào nhẹ nhõm, lần này ta có thể yên tâm không bị tước mất danh hiệu tang giả kim thuật sư quốc gia nữa rồi. Ed không những tò mò nhìn chú chó lông dài ấy, Edward anh ơi. Khoảnh khắc ấy Ed đã hiểu ra chú chó hợp thành này là Chevit đã dùng con gái của chính mình và một con chó để tang giả thành. Hơn nữa 2 năm trước điều mà vợ của Chevit gặp phải không cần đoán cũng đã rõ, tất cả đều là vì Chevit nghĩ rằng dùng người sống để nghiên cứu sẽ nhẹ nhàng dễ dàng hơn. Ed không thể chấp nhận được cách làm của Chevit, đùa kiểu gì vậy chứ, ông cho rằng hành vi này sẽ được buông tha ư? Cách làm trêu đùa sinh mạng của con người này. Lúc này Chevit vẫn còn ngụy biện cho bản thân, hắn ta thậm chí còn chế giễu Ed cũng giống như mình tiến hành tang giả bằng cơ thể người thật giống nhau cả mà thôi. Dù là cậu hay là tôi, cú đấm của Ed giáng về phía Chevit, nhưng Nani từ một phía chạy tới. Bố ơi đau không? Nó chỉ lặp đi lặp lại câu nói này. Cho dù trở thành một con thú hợp thành mất đi năng lực suy nghĩ, Nina vẫn rất thương bố mình. Nhưng tên Chiva hình người tâm thú lúc này vẫn ôm chặt lấy chiếc huy chương cũ nát của mình. Như thế này ta vẫn có thể tiếp tục là tang giả kim thuật sư của quốc gia rồi. Ed hoàn toàn suy sụp. Đùa gì vậy chứ, tang giả kim thuật sư quốc gia. Đừng hòng. Ed bị đả kích một cách nặng nề cảm thấy mình vô cùng bất lực. Ta chỉ là người phàm thường nhỏ bé, một người phàm đến một cô gái cũng không cứu được, một chàng trai bí ẩn tìm đến Chevit đồng thời giết chết hắn ta. Nina đứng bên cạnh nhìn thấy không thể sống lại, hắn ta cũng tiễn nó nốt một chặng đường cuối cùng để ta giúp ngươi thanh thản nhé. Ed nhận được tin Nina đã chết lại một lần nữa bị đả kích, thậm chí anh ta còn hoài nghi quy tắc ở trên thế giới này. Lúc này người đàn ông bí ẩn kia tìm đến Ed, cậu chính là tang giả kim thuật sư Edward Ed đúng không? Đối diện với người đàn ông lạ lẫm này, bản năng của Ed mách bảo không mấy tốt đẹp, người này là thế nào chứ? Thôi xong rồi, quả nhiên không được một lúc, trong chốc lát Ed đã bị đánh gục.
em trai An cũng bị đánh cho tan tành. Để bảo vệ em trai, Ede chuẩn bị chấp nhận số mệnh, từ bỏ kháng cự giơ tay lại. Tên khốn nạn này cũng may Mina kịp thời xuất hiện do ngươi có liên quan đến việc mưu sát nhiều vị cang giả kim thuật sư quốc gia. Hiện giờ chúng ta sẽ phải bắt ngươi lại, nhưng hắn ta quá mạnh, chỉ bị thương nhẹ liền thuận lợi bỏ trốn. Ede thoát khỏi nguy hiểm lập tức chạy đến bên cạnh em trai. Nhưng lại bị em trai giáo huấn cho một trận đã nói sống tiếp đến cuối cùng rồi. Nhưng anh lại chọn tự sát. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho hành động này của anh, nói xong một cách tay khác cũng gãy ra. Chúng ta đều đã thương tích đầy mình, nhưng chúng ta vẫn còn sống, nhìn thấy hai đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi này. Người lớn trưởng thành đã dành cho chúng sự ấm áp kịp thời. Thì ra người đàn ông bí ẩn kia là người Ihuba. 13 năm trước, quốc gia và Ihuba còn duy trì được ở mức cân bằng. Trong một lần bạo loạn, phía quân đội đã giết nhầm một đứa trẻ Ihuba, dẫn đến bùng phát chiến tranh nội loạn. Bạo loạn mau chóng tăng lên, càng đánh càng kịch liệt. Sau chiến tranh kéo dài 7 năm trời, phía quân đội ra một quyết định, diệt tộc, giết sạch dân tộc. Sau đó đưa tất cả cang giả kim thuật sư quốc gia làm minh ký cơ thể sống đưa đến chiến trường. Ihuba vì vậy mà thảm bại. Còn người đàn ông kia là người Ihuba may mắn sống sót, hiện giờ quay lại để báo thù nhảm nhí, nhưng Ede lại không nhận. Lẽ nào báo thù có thể khiến những người vô tội đã chết có thể sống lại? Ư, thù hận chỉ càng sinh ra hận thù. Hai anh em Ede thương tích đầy mình quyết định quay lại quê nhà, hồi phục cơ thể.